Xin chào quý vị và các bạn. Trong hai ngày tới, ngoại trừ các tỉnh ven biển và phía nam đồng bằng là có mưa rải rác, thì các nơi khác thuộc khu vực Bắc Bộ phổ biến không mưa, ngày trời có nắng, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Ban đêm nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 24 độ. Riêng khu vực vùng núi có nơi vẫn dưới 20 độ, trời lạnh. Từ ngày 26 tháng 10 trở đi, Bắc Bộ sẽ chịu tác động của khối không khí lạnh mới và kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên sẽ có mưa rào và dông rải rác trở lại, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Với các tỉnh thành miền Trung, đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Sang ngày 25, mưa lớn sẽ giảm, chỉ cục bộ có mưa vừa mưa to. Còn sang đến ngày 26 thì mưa tiếp tục giảm xuống diện rải rác. Người dân đề phòng sạt lở đất đá, lũ quét vùng đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị. Về nền nhiệt độ, do có mưa nên nhiệt độ trong những ngày tới từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế không cao, chỉ khoảng 25 đến 28 độ. Khu vực Đà Nẵng cho tới Quảng Ngãi nhiệt độ là 29 đến 31 độ. Còn khu vực Bình Định trở vào tới Bình Thuận cũng có mưa nhưng không liên tục, chủ yếu có mưa về chiều và tối nên nhiệt độ cao hơn, dao động từ 31 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong hai ngày tới chịu ảnh hưởng của các nhiễu động từ ngoài biển vào, vì thế mà chiều tối và tối các khu vực này sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ 26 tháng 10, mưa giảm dần về cường độ và diện mưa ở mức rải rác. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, đêm nay và ngày mai, khu vực biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Từ ngày 25 trở đi, cường độ gió sẽ giảm dần. Đáng lưu ý là ở đây còn có mưa rào và dông rải rác. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 23 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.